DJI Mini 2 có thể kết nối trực tiếp với các thiết bị di động thông qua Wi-Fi, cho phép người dùng có thể tải ảnh và video về điện thoại của họ thông qua DJI Fly mà không cần tới điều khiển từ xa. Người dùng có thể tải xuống dữ liệu nhanh chóng và thuận lợi hơn với tốc độ đường truyền lên tới 20 MB/giây. Bật nguồn máy bay và đợi cho tới khi quá trình tự kiểm tra của máy bay hoàn tất. Nhấn và giữ nút Quick Transfer trong 2 giây để chuyển sang chế độ Quick Transfer. Đèn LED ở phía trước sẽ chuyển sang màu xanh lam khi chuyển đổi chế độ thành công. Bật Bluetooth và Wi-Fi trên điện thoại, một cửa sổ sẽ tự động xuất hiện. Nhấn vào Connect để kết nối với máy bay. Lưu ý rằng trong lần kết nối đầu tiên, bạn cần nhấn nút Quick Transfer để xác nhận. Đảm bảo rằng máy bay đã được kết nối với điện thoại thông qua bộ điều khiển từ xa và động cơ chưa khởi động. Bật Bluetooth và Wi-Fi trên điện thoại. Trên điện thoại, bạn vào phần Playback trong ứng dụng DJI Fly. Chạm vào biểu tượng Quick Transfer ở góc trên bên phải để truy cập các tệp và tải xuống ở tốc độ cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.